Hi, xin chào bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Miền Núi Tây Bắc của Lượng. Các bạn hiện tại thì Lượng đang có mặt tại chợ Khâu Vai của huyện Mèo Vạc, Hà Giang nhé các bạn nhé. Bây giờ thì mình mời các bạn cùng mình khám phá chợ phiên của đồng bào người Mông Trắng ở đây, họ có gì để bán nhá. Chào cô nhá. Đây là hàn gì nhỉ cô nhỉ? Cái này mình dùng để ăn hả? Này các bạn, cái hạt này thì thường mình thấy cây này mọc theo suối đấy, nói chung để ăn ạ. À, họ không biết nó tiếng phổ thông các bạn ạ. Cảm ơn cô nhá. Thời tiết trên này lạnh lắm các bạn ạ. Sáng nay mình dậy thì có 3 độ C rồi các bạn. Rất lạnh luôn. Đây, chào cô nhá. Đậu tương ạ? Đây họ bán đậu tương này. Hạt này rất là nhiều. Chào em gái nhá. Xinh gái quá nhỉ. Chào em nhá. Em ơi cho anh hỏi một chút. Cho anh hỏi một chút, cái này là cái hàn gì đấy em? Đây, cái hàn này này. Dùng để ăn à? Ăn à? Mình dùng nghiền ra để ăn làm bánh à? Như kiểu bánh tam giác mạch đấy à? Hả? Cái gì? Anh không biết nghe đâu. Em gái có chồng chưa? Chưa. Năm nay bao nhiêu tuổi? Hả? Bao nhiêu? 16 tuổi á? À? Anh kéo em về làm vợ nhá. Cho. Rồi cảm ơn em nhá. Bây giờ thì mình đi sâu ở trong chợ được các bạn, đi khám phá chợ phiên đây. Mèo con. Chào chú, chào cô nhá. Bao tiền một con đây? 250.000 một con à? Mèo, ba con mèo. Cảm ơn chú nhá. Bạn đây mình thấy có mấy cái thớt nghiến này, thớt nghiến đá Hà Giang ấy, rất là to luôn các bạn, nặng lắm, cái này chặt thì khỏi phải bàn, cứng lắm cái này các bạn. Ở dọc chỗ này thì mình thấy họ bán đa số là nông sản nha các bạn nhé, các bạn hàng sản vật địa phương. Các bạn ạ, chợ thì trải dài suốt từ đây xuống dưới kia nha các bạn nhé. Ở dọc đường này thì mình thấy họ bán rất là nhiều các mặt hàng nông sản này các bạn. Chào cô nhá. Cái này mình bán bao tiền hả cô? 1 cân 15.000. Cân 15.000 à? Còn cái này hạt này là dùng để ăn ạ? Là này không phải đâu. Không phải dùng để ăn gì ạ? Nó đi kênh không biết nữa. Nhưng mà dùng để ăn à hay là dùng để làm gì? Cảm ơn nhá. Giờ thì mình đi thẳng xuống dưới này đưa các bạn đi chơi và khám phá cái chợ ở dưới này nhá. Ồ, rất là đông luôn. Đông người lắm các bạn ạ. Các bạn ạ, đông lắm. Chợ đây thì được họp vào ngày 2 và ngày 7 của tháng âm lịch nha các bạn nhé. Người dân đi trao đổi buôn bán hàng hóa vô cùng là đông vui nhộn nhịp các bạn ạ. Ở đây thì đa số là họ bán quần áo giảm giá và những đồ gia dụng các bạn. Đây họ bán nông sản này các bạn, những cái củ sắn này, rau củ quả này các bạn. Và những cái vải thổ cẩm của người Mông các bạn. Ở đây thì đại đa số là cộng đồng người Mông Trắng nhá các bạn nhá. Ở khu vực dưới này thì mình thấy họ trao đổi buôn bán rất là nhiều các mặt hàng nông sản. Ở đây đa số là nông sản sạch địa phương đấy các bạn. Một khung cảnh rất là tuyệt vời tại cái buổi chợ phiên ở trên vùng cao này nha các bạn nhé. Các bạn ở đây thì mình thấy họ bán rất là nhiều mặt hàng nông sản. Cô ơi cháu hỏi chút, cái này mình bán bao tiền? Mía này bán bao tiền à? 10.000. 50.000 à? Một bó này 50.000 các bạn ạ. Ở trên vùng cao thì họ không trồng được mía đâu các bạn. Ở trên này mía với lại chuối là họ không trồng được nên là họ rất là quý nhá. Cái này bán bao tiền ạ? Cậu chia 20.000 à? Cảm ơn nhá. Mía với lại chuối thì họ rất là quý luôn.
chào anh nhá. Lạnh nhỉ? Đây thì họ bán chuối này, họ bán củ sắn này các bạn. Sắn họ phải nhập nơi khác về nhá các bạn nhá. Và khoai lang. Rất là nhiều luôn. Chào cô nhá. Đây này. Khoai lang này, đó. Rồi là những cái củ từ này các bạn. Cái này mình bán bao nhiêu chị? Chị Pau à? Họ đây không biết tiếng phổ thông các bạn ạ. Bây giờ thì mình đi vào trong này. Được các bạn đi khám phá cái chợ ở đây nhé các bạn nhé. Đây họ cũng bán khoai các bạn. Đây đa số là họ bán nông sản các bạn. Đó, những cái loại mặt hàng sản vật địa phương. Họ tự canh tác được xong mang ra chợ phiên để bán các bạn. Wow, lạnh quá anh nhỉ. Sướng nhất hai ông bán quýt này. Lửa này đốt rất là ấm luôn. Trời trời này rất là lạnh nha các bạn nhá. Dần đi chợ thì họ sưởi lửa. Giờ thì mình đi vào trong này để các bạn đi khám phá chợ nhá. Chào cô nhá. Đây thì họ đa số là bán khoai lang này các bạn. Khoai lang, anh cho em hỏi chút, khoai lang trên này mình tự trồng được hay phải nhập nơi khác về đấy? À, tự trồng à? À. Em chào em gái nhá. Mình bán gì đi em? Ngại. Chào bà nhá. Chúc bà ăn hàng nhá. Các bạn ạ, chợ phiên ở nơi đây thì vô cùng là đông vui nhộn nhịp các bạn nhá. Chợ phiên này thì họp từ tầm khung giờ tầm 7 giờ sáng cho đến 12 giờ trưa. Rồi chợ mới bắt đầu tan nhá. Rất là đông, một cái chợ phiên vô cùng là mộc mạc và giản dị của đồng bào người Mông trắng các bạn ạ. Bây giờ thì mình đi vào trong này, đưa bạn đi chơi, khám phá cái chợ này. Ở trên này thì họ buôn bán tất cả các mặt hàng nông sản này, sản vật địa phương, rồi những cái loại thuốc này, dược liệu này, và những cái loại da và xương động vật này, dùng để làm thuốc, làm bùa các thứ này các bạn. Xin chào, tập trung đây làm gì vậy? Chào hai em nhá. Em ơi cho anh hỏi chút, cái khu vực họ bán cái gì nhỉ? Cái da con mèo rừng ở chỗ nào nhỉ em nhỉ? Em không biết à? Sao lại ôm nhau thế kìa? Hả? À thế à? Cái bùa ấy họ bán bùa ở đâu? Hả? Họ bán bùa ở đâu hả em? Cô? À, không biết à? Mấy em ngại quá không thể trả lời được. Mình đi thẳng vào trong này để các bạn đi chơi và khám phá xem ở đây họ buôn bán ra sao. Bán sim à? Bán cho mình một cái. Báo tiền một cái. Anh cứ mua thoải mái. Vinaphone. Cảm ơn nhá. Đây là những cái bộ trang phục của đồng bào người Mông ở nơi đây thì các bạn. Họ có những cái bộ trang phục rất là đẹp và vô cùng là bắt mắt nha các bạn nhá. Wow, xinh gái. Đây, mình thấy họ bán quần áo giảm giá các thứ này, rất là đắt hàng luôn các bạn. Cái gì đây ạ? À, vải. Vải để dệt làm quần áo của đồng bào người Mông các bạn. Chào hai vợ chồng nhá. Bán thuốc này. Cái này là da con mèo rừng à? Có xương hổ không? Không có xương hổ à? Chim hổ có không? Móng không có luôn à? À, bán hết rồi à? Cái này là con gì đấy? Cái này này. Kỳ đà. À, con kỳ đà các bạn ạ. Nói chung là bùa à? Bùa ấy. Bùa trừ tà này các bạn. Còn con này là con gì đấy ạ? Chó rừng. À, đây, con này là mèo rừng này các bạn. Đây, mèo rừng này, dùng lá bùa trừ tà các bạn nhé. Đây, họ làm cho vào những cái lá bùa này, này. Đó. Trừ tà các bạn. Đây là cái quả dùng để chữa bệnh ngộ độc thức ăn này các bạn. Chữa bụng đầy hơi các bạn nhé. Trong này thì nó hơi tối một chút các bạn.
Đây, bà bán bùa này, đó, đang làm phép vào trong cái lá bùa này cho chị này nhỉ các bạn. Họ đang đọc những cái câu thần chú này các bạn. Chào nhá, mấy bố mẹ con đi chợ à? Chào em gái. Em gái còn đi học không? Em đang học lớp mấy? Lớp 8 á? Thế em gái bên này? Lớp mấy? À, hai em sinh đôi à? À, hai chị em sinh đôi này, rất là xinh gái. Có cả con gái cho cháu không chú? À, hai em học lớp 8. Em tên gì? Em bên này tên gì? San à? Say à? À, còn em bên này cái gì? Si à? Say si à? Cảm ơn hai em nhá. Em đi chợ mua được gì rồi? À, hôm nay không đi học à? Có, bỏ học đi chợ chơi. Nghỉ á? À? Hôm nay được nghỉ à? Ngày chợ được nghỉ à? À, hôm nay là thứ năm đúng không? À, nghỉ ngày chợ này có phải đi học bù không em? À, cảm ơn em nhá. Có người yêu chưa? À, chưa. Cho anh kéo em làm vợ được không? À, được à? Thôi cảm ơn. Cảm ơn em nhá, chị em thôi. À, bây giờ mình đi thẳng vào trong này đó, để các bạn đi chơi và khám phá nhá. Chợ rất là đông. Ở trên này thì họ bán quần áo này, giày dép này, rồi là những cái đồ gia dụng này, rất là phong phú các bạn ạ. Thế chào chú nhá. Cái này là vải để làm quần áo đấy à? Vải vẫn đây làm váy kia à? Váy à? Chú đi mua hay chú bán đấy? Mua à? Bà bán này. À, cuộn này chú mua bao tiền? Cuộn này nó đòi 800 nghìn. 800 năm mấy nghìn. Một cuộn này chắc phải làm hết tuần đúng không? Chú làm bao nhiêu công biết đâu, nhiều công lắm. Nhiều công lắm à? Vâng, chắc cảm ơn chú nhá. Cô chắc không biết nói tiếng Kinh đâu nhỉ? Dạ. Cô biết nói tiếng Kinh không ạ? Cô chắc không biết đâu. À vâng. Thiên nhiên nó không biết thôi, người già không biết đâu. Vâng, người già không biết nói tiếng Kinh. À, cảm ơn cô chú nhá. Các bạn có thể quan sát được ở trong này thì chợ rất là đông này. Đó, mình thử đi vào trong này xem họ bán gì nào. Ở đây họ bán bánh này. Đó, bánh nướng này các bạn. Bánh nướng, bánh rán các kiểu. Xôi này. Đó. Đậu phụ. Đây họ còn bán điện thoại này, những cái điện thoại phổ thông bán cho người dân ở nơi đây. Vì từ đây đi ra thị trấn rất là xa. Đó, thời tiết cũng rất là lạnh nên là mua điện thoại, sim thẻ, bọc điện thoại, bọc dán điện thoại trong chợ này luôn rất là hợp lý luôn các bạn. Chào cô nhá, hương này nhà mình tự làm mà cô. À, đốt thơm nhỉ. Để đốt. À, khác làm à? Hương này là của người Mông à? À, người Dao là mình người Dao à? À, cảm ơn nhá, chúc đắt. Chào cô, đi bán rau à? Ở trong này là khu vực họ bán rượu này các bạn, đó, rượu ngô nhá, rượu ngô men lá đấy các bạn. Thời điểm này lạnh ấy, đó, cho nên là họ bán rượu rất là nhiều luôn. Mùa thường thường là những cái thời điểm nó lạnh ấy, rượu bán chạy hơn là thời điểm nóng. Bao tiền một can này? Chắc không thử đâu, không thử đâu. Bao tiền một can em? 100 á? À, em mua, đi mua rượu hay đi bán đấy? Hả? À? Cái gì? Đi mua à? À? Em học lớp mấy rồi? Em không đi học à? Ờ, cảm ơn em nhá. Đây thì đa số là một số người ấy, trong những bản là sâu sâu thì họ ít khi đi học lắm các bạn. Rượu. Ở đây là mua rượu là phải được thử miễn phí nhá các bạn nhá. Bác nào mà nghiện rượu ấy thì thử từ đây vào trong kia là đủ rồi. Đó. Thoải mái say rượu. Đó. Đấy. Thử rượu, cháu ngon mới mua đúng không ạ? À. Rượu ngô đúng không chú? Ngon không? Nặng không? Nặng lắm ấy nhỉ? Ừ.
Mùa đông phải uống ít rượu cho ấm bụng nhé. Cảm ơn chú nhá. Đây có mấy bà cô bên này thử rượu. Rượu có vẻ rất là nặng, mình đi vào đây ngửi cái mùi là căng phết đấy các bạn ạ. Này, đấy, thấy cô đang thử rượu lên TV xinh gái không? Đấy. Rượu này mình bán thế nào đấy? Chipo à? Chipo hai. Là không biết nói các bạn, không biết nói tiếng phổ thông đâu. Đi vào trong chợ không vai này thì hầu như là những người lớn tuổi thì họ không biết nói tiếng phổ thông các bạn. Đây các bạn, đây là những cái chiếc gùi này các bạn, họ người Mông họ tự làm thủ công các bạn nhé, làm từ những cái tre, cây trúc ấy, rất là đẹp các bạn, bền bỉ theo thời gian các bạn. Cái gùi là một trong những cái vật dụng không thể thiếu được trong đời sống sản xuất thường ngày của đồng bào người Mông ở trên vùng cao. Chị gái bên trong này rất là đắt hàng luôn, bán trang phục thổ cẩm. Chào chị nhá, đắt hàng nhé, cảm ơn chị nhá. Nó không mải chưa? Nó có bên ngón nha. Cô mới đẩy. Các bạn, chợ phiên ở nơi đây thì vô cùng là mộc mạc các bạn. Ở đây thì đa số là người dân ở địa phương, họ trao đổi buôn bán hàng hóa rất là tấp nập luôn các bạn ạ. Khá là lâu rồi mình chưa đi những cái chợ phiên mộc mạc, đơn sơ giản dị của đồng bào người Mông trắng ở bên Hà Giang này các bạn ạ. Này thì mình tiện mình đi qua khu vực này thì mình quay và chia sẻ cho các bạn cái toàn cảnh cái chợ phiên ở đây cho các bạn cùng tham khảo các bạn ạ. Đây thì đa số là họ bán nông sản họ tự trồng được này các bạn, và quần áo giày dép những cái đồ gia dụng này cũng rất là phong phú nha các bạn nhé. Các bạn ạ, chợ phiên ở nơi đây thì rất là thú vị nhá. Mình thì vừa lượn một vòng cái chợ phiên ở nơi đây, đưa các bạn đi chơi và khám phá. Nói chung là người dân ở đây thì họ bán hàng hóa thì họ rất hòa đồng luôn. Đó. Giờ thì có khi thì lượng xin phép được kết thúc video tại đây thôi. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của lượng trong ngày hôm nay nhá. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể quý vị và các bạn trong những video lần sau.